Yamaha Motor Việt Nam vừa tung ra một chiếc MT màu sắc mới, đó là màu đỏ xám này, rất là đẹp luôn nha mọi người, cho nên hôm nay mình sẽ quay màu xanh cho các bạn xem. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay có vài chiếc xe về nè, trong đó có chiếc 150 màu xám cam nữa nè, rất là thu hút trong thời điểm hiện tại. Thì về kèm theo đó là chiếc MT15 màu sắc mới này, đó là màu xanh xám. Thật ra cái màu sắc này thì nó đã từng ra chiếc G3, G15, Exciter rồi, bây giờ nó mới tới lượt MT. Đây là chiếc cũ nè, màu sắc cũ nè, màu xanh đen. Tại sao mình lại quay màu xanh bạc mà cái phiên bản cũ mình lại vẫn quay? Mình không ngại, đó là lý do đơn giản là các bạn thấy Exciter đó hiện đang 155g mà người ta kiếm 150 không à, 150g màu mới thì người ta kiếm 150 màu cũ. Lý do đó mà mình quay luôn chiếc cũ này cho các bạn xem. Đây là màu xanh đen. Thì màu sắc này nó ra đời cũng một thời gian rồi, và nó đổi màu là cái con chậm nhất tới thời điểm hiện tại luôn đó. Navis nó cũng ra màu xanh xám, G15 cũng có, ẹt cũng có luôn, bây giờ mới tới MT đó nè. Đó, G15 nó có luôn nè. Đây là hai con màu xanh xám đặt cạnh nhau nằm trong kho nè. Nãy xe về mà tại vì cái cửa hàng thì nó còn nhỏ, không có đủ chân cho nên dắt qua kho. Lát nữa mình dắt ra ngoài sáng quay cho các bạn xem đây nè, dắt ra chạm nè. Đó, nói chung cái tông màu này nhìn từ xa nó khá là bắt mắt ha, khá là đẹp, khá là thu hút mình luôn. Nhưng mà trong cái bộ ba màu sắc mới nó vừa tung ra thì mình thấy cái màu đỏ xám là cái màu mà thu hút mình nhất. Nhưng mà xe nó chưa có về, chưa có lịch về nữa, thì giờ nó về cái con màu nào thì mình quay màu đó cho các bạn xem ha. Thì nói chung hôm nay cũng quay sơ sơ con này thôi, cũng quen thuộc là làm nhiều clip về em nó rồi. Lúc nào xe về nó cũng có một đống bọc nó bảo vệ chiếc xe, chống chị sức va chạm cái thứ nè. Đây mình gỡ từ từ ra cho các bạn ha. Thì cái đèn xi nhan của nó vẫn kiểu thiết kế cũ của Yamaha, nó lồi chìa sang hai bên vậy đó. Nè, đó, xanh xám. Trên giấy tờ đăng kiểm của nó là xanh xám, nhưng mà mình mặc định mình thấy nó là màu xanh bạc. Đúng không? Màu này màu bạc hay màu xám, mình thấy nó giống màu bạc hơn. Đèn của xe thì nó sẽ có đèn pha cốt hình cầu ở phía trên và hai cái đèn đề mi cũng rất là hung dữ. Đó, màu này mình thấy nó hơi dơ mọi người. Màu này nó dễ dơ lắm luôn á, thiệt á. Thiệt tình luôn á, các bạn thấy quần quần đen không? Tại xe ở nhà máy mới chuyển về á, là mình chưa có vệ sinh gì hết, mình quay cho các bạn xem luôn. Vệ sinh lau chùi sạch sẽ, xịt bụi các thứ rồi nó sẽ đẹp hơn. Còn mấy cái bọc này á, thì tại vì xe có chưa có trưng bày, quy định của Yamaha Motor á là các bạn trưng xe trong đại lý là các bạn phải gỡ hết bọc ra. Nhiều người nói xe mới mà tự nhiên gỡ hết trơn của tôi ra, thôi tôi lấy xe trong kho. Không có đâu, quy định của Yamaha, bất kỳ Yamaha sao 3S nào trưng bày xe trong cửa hàng đều phải gỡ hết, tháo hết bọc ni lông ra cái thứ ra. Thì xe đó vẫn bán bình thường nha mọi người. Rồi sẵn tiện báo giá cho các bạn luôn, là dù là màu mới hay màu cũ thì MT15 vẫn có giá ngay Yamaha Sài Gòn 1 là 69 triệu đồng. Lưu ý nha, 69 triệu đã bao gồm VAT, chưa có trước bạ biển số. Hộ khẩu các bạn ở đâu thì sẽ có phí trước bạ và biển số khác nhau, chứ không có kêu mình báo giá được, bao giấy tờ được. Bạn phải cung cấp địa chỉ hộ khẩu ở đâu mới được. Đây là cái đèn nãy lúc nãy mình nói là đèn cầu nè, pha cốt của nó sẽ là đèn led trắng ở cái bóng cầu này. Còn hai cái đèn xi nhan hai bên này thì cũng giống như là xi nhan sau thôi, nó chỉ ra hai bên gì đó. Nói chung là nó chỉ ra màu sắc mới, tem mới thôi. Thì mình cũng mặc định đây là đời 2021, tại vì nó sẽ không ra phiên bản mới đâu. Rồi đây là cái két nước, là mét bằng dung dịch, số khung nó nằm ở đây. Còn cái màu tem mới nè, đẹp ha, nó có một cái hình tem tam giác, ký hiệu từ chiếc MT cũ tới giờ luôn rồi. Đề máy thì các bạn phải dặn cái nút nó xuống gì đó, kéo xuống, chứ nó không có nhấn nút đề như là những dòng xe kia. Mặt đồng hồ thì điện tử, có hiển thị đầy đủ tất cả các thông số luôn, audio, chip, giờ đồng hồ, bình, km, rồi mức tiêu nhiên liệu, trung bình, đầy đủ chỉ số vòng tua, đầy đủ hết trên mặt đồng hồ luôn nha. Mức tiêu nhiên liệu là 2,09 lít trên 100 km. 1 lít xăng thì các bạn đi trung bình tầm khoảng là 50, 45 đến 50, tùy theo người chạy nữa, tùy theo các bạn đi đường địa hình như thế nào nữa ha. Rồi đây là hệ thống ống xả, quên, để mình gỡ cái bọc cho các bạn xem, để cái bọc thì sao mấy bạn coi được. để kéo cái miếng này ra, trời nó bảo vệ dữ lắm luôn, nó sợ chạy xước á. Rồi đó, đây là hệ thống ống bô xả của xe. Phân khối xe này thì rất là quen thuộc rồi, như các bạn cũng biết rồi, 155 phân khối ha. Động cơ thì 4 thì 4 van Auto HC và làm mát bằng dung dịch như mình đã nói lúc nãy. Thì cái hệ thống giảm sóc sau á thì Yamaha ghi là tay đòn,
Cái hành trình giảm xếp sau là 108. Rồi có sổ bảo hành với sổ vận dụng đéo ai thèm đọc hết trơn. Sổ bảo hành thì chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Đây là cái điểm mà các bạn phân biệt giữa chiếc MT15 của Yamaha và chiếc MT15 của xe không phải chính hãng. Của Yamaha Town và của cửa hàng tổng hợp thì sẽ khác nhau. Một bên sẽ có chế độ bảo hành toàn quốc và một bên thì xe nhập khẩu mà không có chế độ bảo hành. Cả hai xe đều là xe nhập khẩu hết nha, nhưng mà còn có bảo hành còn không. Các bạn lưu ý điều này. Ở ngoài thì nó có thể bán giá nhẹ hơn tí xíu, nhưng mà các bạn muốn đánh đổi 3 năm bảo hành cho cái chuyện đó thì tùy người dùng thôi. Rồi, chiếc xe này nặng 133 kg. Độ cao gầm xe là 155. Khoảng cách giữa hai chục bánh xe là 1.335. Còn cái bánh này, cái lớp của xe là lớp IGC. Và tất nhiên là dòng xe cao cấp phân khúc này thì nó chỉ có vỏ không gột thôi, chứ không có chuyện là nó có gột nữa. Rồi cái kích thước bánh sau á thì là 140-70, 17 inch. Còn ở cái bánh trước là 110-70, cũng 17 inch luôn ha. Đây là cái màu, miếng màu sau này là vẫn là đen nhám mọi người, chỉ có cái tem màu bạc thôi. Còn cái kiểu dáng dè sau thì mình thấy thì là có nhưng không mà thôi. Thì cái dè sau này nó cũng mô tô thôi, dạng thể thao thôi. Chạy xe thì nó vẫn bắn sình đầy đầu, chuyện bình thường mà xe thể thao mà. Dân chơi sợ gì mưa rơi đúng không? Còn cái mâm của xe thì vẫn là mâm chữ Y và vẫn là màu xanh GB. Xe màu xanh GB thì sẽ có cặp mâm màu xanh luôn. Chỉ có một vài bộ tem mới màu bạc thôi. Cái bình xăng này thì các bạn phải dùng chìa khóa để mở ha. Còn cái khóa này chúng ta sẽ xong thấy cái nóc an toàn nữa không? Đó mà. Đây, cái dung tích bình xăng chiếc xe này là 10 lít. Nhớ là 14 lít. 10 lít nha, xe này là 10 lít. Dung tích dầu máy là 1.05 lít. lộn hoài. Các bạn muốn mở cái yên xe thì các bạn có một cái lỗ cắm ở phía dưới này, ghim chìa khóa xuống các bạn sẽ mở được cái yên. Thì cái yên này là nó yên nó liền ở người ngồi trước và người ngồi sau, nó liền nhau, nó không giống cái con G15. G15 thì các bạn có cái yên trước rồi, các bạn có thể mở cái cớp yên trước ha. Còn yên này nó liền với nhau luôn. Cái độ cao của cái yên này là 810 nha mọi người. Nó cũng khá là cao á, nhưng mà cái kiểu dáng ngồi á nó sẽ ngồi thẳng lưng hơn. Cho nên là bạn nào có chiều cao khiêm tốn mà phân vân giữa G15 với MT thì mình nghĩ ngồi chiếc MT nó sẽ dễ hơn. Đứng ngồi thẳng lưng. Tất nhiên nó sẽ không gọi là các bạn chống chân vừa vào đâu, nó vẫn sẽ hơi nhón một tí nếu các bạn chiều cao khiêm tốn á. Tại vì chiếc này nó cũng khá là cao à, nhưng mà cái dáng đứng dáng ngồi nó sẽ dễ hơn so với cái con G15. Đây là bên trong cái yên, một hệ thống dây điện khổng lồ. Đây là cái bình xe nè. Còn ở phía bên này là cái bộ phụ tụng của xe nè, chìa khóa ốc chích ở đó nằm trong góc đó đó. Rồi mình tính một cái bảng tính trả góp cho mấy bạn tham khảo ha. Thì giá xe hiện tại là 69 triệu, mình tính cán mốc là trả 20.700.000, vay lại 48.300.000. Cái gói này gói ưu đãi của ngân hàng HD trong tháng này 1.09, thì mình chưa biết khi nào nó ngưng nha. Thông thường là 1.37 á, bây giờ là 1.09 là nó sẽ chạy một khoảng thời gian. Tuy nhiên nó sẽ bị giới hạn chỉ có 9 đến 15 tháng thôi. Còn ví dụ bạn chọn cái gói lãi thường hoặc là gói nhận cả gốc thường á thì là nó sẽ kéo dài ra đến 18-24 tháng cho các bạn chọn. Gói này thì nó bị giới hạn một tí. Rồi sẽ có cán mốc từ 9 đến 15, các bạn cân đo khoản thu nhập. Tuy nhiên cái mức trả mà 20.700.000 này á thì các bạn có thể trả cao hơn, 21 triệu, 22 triệu, 30, 40 gì đó. Mấy bạn muốn trả bao nhiêu trả, tối đa của nó là 70%. Rồi thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái từ 18 tuổi trở lên nghe. Lưu ý nghe, dưới 18 tuổi là không trả góp được nha. Dưới 18 tuổi muốn đứng tên chỉ có hình thức mua mặt thôi. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.